Rồi xong em ơi, ra đi. Rồi cái này hát mộc vậy là ổn rồi đó, nữa anh mix xong rồi nó hay hơn. Hồi sáng cái thằng kia nó thu tao sửa muốn chết luôn. Em thu âm lần nào chưa? Chưa anh, bên anh em qua anh thu lần đầu tiên luôn. Là lần đầu tiên vô phòng thu luôn hả? Đúng rồi. Bởi vì nãy giờ vô hát thấy nó khớp khớp, không có tự nhiên. Nếu mà em chưa làm gì với mấy phòng thu thì em chưa có biết cái cách làm của ta, thì anh nói cho em dễ làm nè. Có nghĩa là khi thu âm xong là em chưa có lấy bài liền được đâu, mà người ta còn mix lại, người ta sửa chữa này kia lại cho nó hay hơn, người ta mới giao bài em. Thì thường phòng thu nó sẽ hẹn em là 3 4 ngày, thì bên anh cũng vậy thôi, thì khoảng tầm 3 4 ngày sau xong anh sẽ gửi mail hay là Zalo vậy đó, rồi em tải về em lưu trữ đâu đó chuyện của em ha, thì em nghe em lưu trữ trong máy tính USB đó, thì em gửi qua xong em lưu trữ, em lưu trữ. Rồi ok anh. Vậy thôi em về nha. Ừ, Em về về thiệt á. đi. Về đi, xong anh gửi qua cho. Về đi. Anh chưa trả tiền cho em sao em về được? Trả tiền gì trời? Hôm qua em gọi cho anh là qua đây thu một bài 500 ngàn em mới qua em thu chứ. Thì đúng rồi, thì anh thu bài 500 đó. Thì thu bài 500 rồi em anh tính là em giao bài xong anh mới đòi tiền em, tự nhiên giờ em đòi tiền ngược lại cho anh là sao? Anh nói gì là anh bậy, anh nói hai lời. Hôm qua em gọi cho anh rõ ràng là một bài 500 ngàn qua em thu. Chứ em hay đi hát quán nhậu người ta là trả tiền cho em không á, chứ qua đây em thu mất trả tiền lại cho anh nữa hả? Trời đất ơi là trời ơi nè, anh nói em đơn giản em hiểu nè, cái chuyện em đi hát quán nhậu hay là em hát phục vụ người ta bo tiền cho em gì đó anh không có biết, nhưng mà cái quy tắc em đi thu âm, anh làm cho em, anh phục vụ, anh làm sản phẩm cho em phải trả tiền ngược lại cho anh chứ, mắc gì em qua đây em thu mà anh không được lấy tiền, giờ anh phải móc tiền túi anh trả cho em vậy chứ, tự nhiên anh bỏ ra tiền anh đầu tư phòng thu anh để làm gì trời, thì cuối cùng làm công công không từ thiện vậy hả? Anh nói gì anh bậy lắm rồi đó. Hôm qua gọi cho anh là một bài 500 ngàn em thất nghiệp, em thất nghiệp hổng gài. Qua đây thu để kiếm 500 xài, bây giờ anh nói gì? Rồi, cuối cùng là bài này sao? Em chưa lấy tiền anh là anh mai rồi chứ anh đòi tiền em hả? Trời đất ơi trời. Lần đầu tiên mà mình mở phòng thu âm ra mà thu âm phải trả tiền ngược lại cho khách nữa đó trời. Con này nó bị gì ta?